Tập 1 Sau một giấc mơ về thời ngày xưa nhân vật chính của chúng ta đã tỉnh giấc, hiện nay anh đang sống chung với rất nhiều cô gái xinh đẹp và kể cho họ nghe về giấc mơ sáng nay mà đúng hơn gọi là ký ức ngày xưa mới phải. Cuộc sống hiện tại của Hiraku là làm nông tại một nơi rất bình yên nhẹ nhàng với những tiếng nô đùa của trẻ con. Hồi đó anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được sống một cuộc đời tuyệt vời như thế này. Quay về nhiều năm trước Hiraku đang đứng trước mặt vị thượng đế cai quản thế giới vì anh đã chết rồi. 39 năm cuộc đời của Hiraku toàn là đau khổ nào là bị người ta phản bội rồi mắc bệnh nan y. Vì vậy thượng đế sẽ ban cho anh cuộc đời thứ hai với một cơ thể khỏe mạnh tránh xa bệnh tật. Bởi thực chất cuộc đời bi thảm của Hiraku là do sự sơ xuất của ông nên đó coi như là đền bù. Nếu vậy Hiraku muốn có một cuộc sống làm nông vì từng có một chương trình TV mà anh luôn thích xem. Với lại anh vốn không giỏi giao tiếp nên muốn cuộc đời thứ hai này được sống chậm rãi tại nơi vắng người. Sau khi đã thương lượng với vị thần nông nghiệp và được đồng ý, Thượng Đế ban cho Hiraku sức mạnh của nông cụ vạn năng. Cho tình rất đã lâu lắm rồi anh mới được cử động cơ thể như này thay vì nhiều năm trời phải nằm trên giường bệnh. Để thực hiện được cuộc sống làm nông hằng mong đợi bước một là cần đi chính xác, thấy bốn phương tám hướng đều là rừng thì đúng thật đây quả là nơi không có con người. Có vẻ cơ thể anh đã trẻ ra nhiều so với tuổi thật. Hiraku chợt nghĩ tới nông cụ vạn năng của thượng đế ban cho thì trên tay xuất hiện cây cuốc. Nó có sức mạnh khiến Hiraku có vung bao nhiêu lần cũng không thấy mệt và khiến đất cứng cũng phải mềm nhanh chóng. Hiraku thử nghe xung quanh xem có tiếng sông suối gì không nhưng chỉ toàn là tiếng lá cây xào xạc. Ngay cả cỏ cũng chẳng thấy mọc chứ đừng nói kiếm được đồ ăn uống. Cơ mà nhận ra ở đây có thú giữ nên Hiraku đã nhanh chóng đi tìm căn cứ và chọn ở chỗ cái cây rất to này. Đi một hồi cũng chẳng có sông hồ gì anh quyết định sẽ đào giếng và cần tìm mạch nước trước tiên, dùng bằng hai cành cây hoàn toàn vô dụng nên đã gọi ra một cái sẻ. Tuy nhiên mấy thứ phức tạp như máy xúc máy cẩu thì nông cụ vạn năng không thể tạo ra được, với cái này Hiraku có đào bao nhiêu cũng không thấy mệt. Nhận ra đào thẳng như này sẽ không thể lên trên được anh đành đào theo đường chéo và cuối cùng cũng thành công tìm được mạch nước nhờ sức mạnh của nông cụ vạn năng mà hiraku không cảm thấy đói nhưng nếu cứ đi quanh rừng nhiều cũng sẽ đói thôi vậy nên tranh thủ vừa biến chỗ này thành căn cứ anh vừa tìm xem có đồ ăn không nhưng rốt cuộc vẫn không có gì cần chặt cái cây này đi để lấy chỗ làm cánh đồng nên hiraku lấy ra một chiếc rìu nếu không nhầm thì cần chặt một bên trước rồi quay sang chặt hướng đối diện anh vung hết sức lên bổ cơ mà chỉ một đường duy nhất đứt cái cây luôn rồi tiếp theo là xử lý nó cắt hết các cành nhỏ và chặt thành từng khúc rồi gọt vỏ đều rất dễ dàng có những dụng cụ Hiraku không biết tên nhưng chỉ cần tưởng tượng ra trong đầu thì nó vẫn tự biến hình được. Vậy là đã có gỗ để xây tròi cơ mà chợt nhận ra trời đã sắp tối, nông cụ vạn năng không thể biến hình thành đèn pin, đèn dầu, bật lửa hay diêm được. Thứ duy nhất giúp tạo ra lửa mà nó biến hình được chỉ có kính lúp. Hiraku đục tạm cái lỗ trong cây để chú tạm thời rồi ngồi thử chế tạo ra bát đĩa với cốc và các đồ gỗ khác. Có lẽ do cơ thể khỏe mạnh của thượng đế ban cho mà trong bóng tối anh cũng nhìn rất rõ. Hoặc có thể là vì tận hai mặt trăng trên trời vì nơi mình đang ở là dị giới. Sáng hôm sau Hiraku xuống nguồn nước múc một cốc uống rồi bắt đầu dùng kính lúp và cành cây để tạo lửa. Anh tiếp tục mở rộng ra xung quanh để làm một cánh đồng và cuối cùng cũng đã thấy đói. Mới nghĩ cái mà một con thỏ khổng lồ từ đâu lao đến, Hiraku lỡ tay dùng quốc phang chết nó luôn. Rồi chôn đầu con thỏ xuống đất làm phân bón và phần còn lại thì xẻ ra nướng lên ăn. Tuy nhiên cái vị tự nhiên rõ là tanh và chả ngon lành gì tiếp theo anh đã làm bồn cầu từ cái thân cây cũng như đào đầy đủ bể chứa với lỗ thoát khí và lỗ hút bể cơ mà như này không được tự nhiên hiraku xây tạm một cái nhà vệ sinh cuối cùng cũng bắt đầu công việc làm đồng anh đang nghĩ nên trồng rau củ nào đây sau một ngày đào xong xuôi mới nhớ ra làm gì có hạt giống mà trồng thế vậy mà ngủ một đêm tỉnh dậy thì bất ngờ khi thực vật đã tự mọc lên mà không cần hạt giống hàng nào cũng đều có mầm mọc hết và mang các hình dáng khác nhau Vài ngày tiếp theo anh đã xây xong hàng rào xung quanh và đào một cái hào bên ngoài tránh thú giữ vào phá. Mà chẳng hiểu kiểu gì thi thoảng có mấy con thỏ lao thẳng đến nên Hiraku đã tích trữ được kha khá lương thực. Sử dụng bình tưới của nông cụ vạn năng khiến cây phát triển nhanh hơn bình thường. Mong mấy thứ này là rau củ ăn được chứ nó nở thành cây cảnh có mà khóc thét. Vài ngày trôi qua cuối cùng cũng xây xong cái chòi bằng cách xẻ rãnh trên gỗ rồi xếp trồng lên nhau. Giữa trường không thể nhấc gỗ lên được thì Hiraku đành đào nền bên trong xuống để nâng chiều cao. Vào cây làm mái được cố định bằng đinh làm từ gỗ, đến khi cuộc sống bắt đầu vào đà thì tự nhiên xuất hiện hai con chó trước cửa. Thấy chúng đang bị thương khắp người anh liền hạ tấm ván mời vào đây và cho ăn tạm đống thịt lợn rừng còn thừa. Có vẻ con chó cái đang mang thai rồi cả hai con đều bị tấn công, hồi con nhỏ Hiraku đã luôn muốn được nuôi chó. Đúng lúc đó con chó cái sắp sinh rồi và con chó được không cho phép anh chạm vào, đang không biết phải làm gì khi hạ sinh nhưng trước mắt cứ chuyển tạm vào nhà cái đã. Hiraku chỉ dám đốt một đống lửa nhỏ trước cửa rồi rút lui để chúng nó ở riêng vì sợ mình chỉ là thừa thải. Cả đêm anh cứ lo lắng không thôi và đến sáng hôm sau trước khi vào phòng còn gõ cửa thì rất mừng khi thấy bốn con chó con đã được ra đời. Hiraku cắt phần ngon nhất của con lợn rừng làm quả mừng sinh, một thời gian sau cả đàn chó đều quấn quýt ở lại luôn nơi này. Vì bị chiếm mất tiêu cái tròi nên Hiraku xây một căn nhà mới để ở. Đến lúc đám chó con đã biết chạy thì cây trồng cũng đến lúc thu hoạch. Đó là cà chua ti quả thì nhỏ nhưng cành lá lại um sùng cả lên. Đám chó giúp anh săn mồi và canh phòng đồng thời chúng cũng biết ăn cả rau củ nữa. Mà có vẻ Hiraku không hề biết cái nơi anh đang ở được các ngôi làng ở bên ngoài ngọn núi gọi là khu rừng chết. Tập 2 Chuyện là kiếp trước ông thượng đế kia đã ban nhầm cho một con người vô tội như Hiraku cuộc đời đầy thử thách. Vậy nên lão mới đền bù bằng một cuộc sống mới như mơ, nhưng thật nhận ra mình lại lỡ ném nhầm cậu ta vào khu rừng đầy dãy quái vật rồi còn đâu. Thôi thì đành đợi Hiraku chết một lần nữa quay về đây ông phải xin lỗi lại mới được. Trong khi đó anh đã nhận ra một điều nhờ nông cụ vạn năng mà cây trồng có thể tự mọc không cần hạt giống. Chỉ cần trong lúc quốc đất nghĩ về loại cây nào thì nó sẽ tự khắc mọc thành hạt giống. Tuy nhiên đôi khi các cây này lại phát triển quá lố, với lại số khoai mà phần có nắng chiếu vào đã chuyển thành màu xanh lục ăn cái này thì rất độc nên Hiraku đã đắp thêm đất vào cho phần rễ của khoai, giờ mới biết những người làm nông ở kiếp trước có tri thức như nào. Đồng thời Hiraku còn tạc tượng thượng đế và thần nông nghiệp để cảm ơn vì đã ban cho mình cuộc sống này. Đồ ăn là món lẩu làm từ thịt thỏ và rau tự trồng cơ mà chả có gia vị nên ăn nhạt tuệt. Hiraku quyết định thử trồng cây ăn quả như táo lê xem sao. Dù sao cũng có đám chó sống cùng nên bớt cô đơn hơn và chúng nó đang đứng đợi được xóa đầu. Quan trọng nhất là nhờ đám chó dẫn đường mà Hiraku có thể di chuyển trong rừng đi rất xa nhưng không sợ bị lạc. Cuối cùng cũng tìm ra một con suối anh định sẽ xây đường ống để kéo nước về nhà mình. Hiraku càng ngày càng mở rộng cánh đồng rộng rãi hơn để trồng nhiều loại cây với các chức năng riêng của nó. Ngày hôm nay nhiệt độ đã giảm xuống và ngọn núi đằng xa thì bao phủ bởi tuyết, nghĩa là mùa đông đang tới Hiraku định dùng da thỏ để giữ ấm nhưng mùi nó rất kinh tởm. Bắt đầu phải tích trữ củi và lương thực thật nhiều, bất chợt một con nhện khổng lồ xuất hiện trước mặt, nó nhà tơ và nhoanh hoái mấy cái đã làm cho anh một mảnh vải còn được thiêu họa tiết nữa. Con nhện làm tổ trên cái cây to đùng ở căn cứ và nó thích ăn khoai của anh. Nên trả ơn cho Hiraku bằng những bộ quần áo ấm áp được xử lý từ da thỏ, rồi ngay cả rèm cửa hai chăn gối độn lá cũng được ra đời. Cuối cùng mùa đông đã đến và Hiraku vẫn có thể cố thủ an toàn suốt thời gian này vì đã chuẩn bị kỹ từ trước nhưng không khí lạnh cũng kèm theo cảm giác cô đơn đã rất lâu anh không được nói chuyện với con người. Đến khi mùa xuân tới thì đám chó con này đã trưởng thành chúng rời tổ tiến vào rừng. Hiraku hơi buồn vì tưởng chúng bỏ đi hẳn nhưng hóa ra chỉ đi có vài ngày tìm kiếm bạn tình thôi. Con nhện cũng vậy nó đã sinh ra rất nhiều con trả bù cho thánh của chúng ta khoai vẫn chưa được bỏ vào lò nướng. Bất ngờ một ngày nọ con nhện gõ mõ thông báo có nguy hiểm tới. Hiraku vội vã chạy theo con chó bố thì thấy một bé gái đang bị đám động vật của mình bắt nạt. Cô ấy cầu xin giúp đỡ khiến Hiraku hơi ngỡ ngàng vì đã lâu không được nghe tiếng người, nhưng vừa đến gần anh đã bị cô ta hút máu và thoáng chốc đã hóa thân thành một cô gái trưởng thành, ngay lập tức nhỏ bị đàn chó của Hiraku đấm rồi tẩn cho một trận túi bụi. Và thế là cơ thể du lại hóa bé nữa rồi, việc hút máu đối với cô ấy là để hồi phục sức mạnh, và dường như nhỏ kiệt sức đến nỗi không thể duy trì được cơ thể cũng như quần áo, còn lý do du bị đàn chó của anh tấn công vì đơn giản nhỏ là đứa tấn công trước. Vậy thì Hiraku đành cho Du hút máu của mình lần này để trở về cơ thể lớn, có lẽ nhờ vào cơ thể khỏe mạnh mà anh không cảm thấy bị đối sức mấy. Cô ấy được dẫn tới căn cứ thì rất ngỡ ngàng trước cánh đồng của anh toàn là loài thực vật kỳ lạ chưa từng thấy. Hiraku cắt cho một quả cà chua ăn thử được Du khen rất ngon, cô muốn được xem các cánh đồng khác của anh thì Hiraku cũng không ngần ngại dẫn đi. Cảm giác có người bầu bạn thật sự khó tả, tối đó Du ghi chép hết những chủng thực vật mới biết bằng ma thuật, Du là một ma cà rồng đang nghiên cứu thảo dược. Lý do tới khu rừng này vì có xích mích với một tên quý tộc nên tạm thời chạy trốn khỏi hắn một thời gian. Khu rừng này thực sự rất giúp ích cho việc nghiên cứu của Du nên cô định sau này nếu có dịp sẽ ghé qua đây thăm lần nữa. Hiraku thầm nghĩ sự tình cờ này chưa chắc đã có lần thứ hai nên không thể lãng phí được. Anh đã ngỏ ý xin cô hãy sống ở đây. Nói rõ ràng hơn là muốn Du sống cùng mình một mái nhà đến mãi mãi về sau. Chuyện này đừng đột quá làm nhỏ đỏ bừng mặt. Nhưng Hiraku đã quỳ gối cầu xin dù Du có là ma cà rồng cũng không sao, hay đang bị truy đuổi cũng được. Vốn là một người không giỏi giao tiếp anh đến đây vì muốn sống ở nơi vắng vẻ, nhưng nếu cứ cô đơn một mình mãi không biết còn trụ nổi bao lâu. Đối diện với sự chân thành ấy dường như Du đã có vẻ chấp thuận vì đằng nào cũng chẳng còn nơi để đi, nhưng đột nhiên cầu hôn người ta như vậy khó xử muốn chết. Thánh của chúng ta bắt đầu đơ người mất mấy giây và chợt nhận ra lời mình vừa nói khác gì lời cầu hôn. Vậy là chỉ từ cái mong muốn có người sống chung để bầu bạn tự nhiên Hiraku đã có một cô vợ. Anh vui sướng quá lao vào người nhỏ còn có làm gì nhau nữa không thì Tenny không biết. Sáng hôm sau dù lại thu nhỏ cơ thể và chào buổi sáng anh. Lý do thu nhỏ là để tự vệ cho Hiraku bớt cái thú tính mà kiểm soát bản thân lại hơn. Tập 3 dù có thể sử dụng ma pháp sơ đẳng tạo ra thứ phát sáng nên không phải lo về ánh sáng nữa. Còn nói về đồ ăn méo, thể tin được Hiraku lại không biết chế tạo muối mặc dù ngày nào anh cũng đào đất. Cái thứ trắng trắng này chỉ cần đun lên là sẽ có muối, cứ mỗi sáng ngủ dậy mà được nhìn cái gương mặt này thì phê hết biết. Hôm nay hai người đi kiểm tra cây ăn quả và Hiraku nói về dự định sẽ trồng những cây mới trong tương lai. Trà thảo dược của Zufa rất ngon nhưng giá mà có thêm trà xanh thì tuyệt vời hơn, lại có tiếng gõ mõ và một kẻ nữa xuất hiện. Và không khác gì lần trước vẫn là một cô gái ra tay tấn công trước nên bị đám thú của anh trói lại sau khi được hiraku giải cứu thì cô gái đã sử dụng ma thuật khôi phục lại toàn bộ trang phục rách dưới vừa mới thấy du là nhỏ lập tức yêu cầu đừng chống cự nữa hãy giơ tay chịu trói vào nhà nói chuyện đàng hoàng du lúng túng giới thiệu với tia đây là chồng mình do chưa bao giờ gọi anh là chồng hết nên chuyện này thật xấu hổ tia là tộc thiên thần đang làm nhiệm vụ bắt du vì tội làm loạn trong thị trấn tại có lão quý tộc cứ lì lợm bắt du phải làm thuốc nên cô mới trừng phạt ông ta một chút Tia phải đính chính nhỏ này toàn nghiên cứu mấy loại thuốc đáng ngờ hế đi đến đâu là phát nổ đến đấy. Tóm lại là Du đang bị truy nã với tiền thưởng rất cao nên mới tới đây trốn khỏi Tia. Nhưng có lẽ Du đã thay đổi rồi vì cô chưa từng nhận bản thân yếu hơn ai vậy mà lúc này đang thừa nhận mình yếu hơn Tia mà bỏ qua mấy chuyện đó đi thì nhỏ rủ tia tới đây sinh sống luôn cho vui bắt đầu dẫn đi tham quan cánh đồng và rừng cây ăn quả vừa nhìn thấy con nhện cu tê thôi mà nhỏ sợ đến ngất xỉu luôn rồi nhân tiện đang thiếu người thu hoạch đồng áng nên du kéo tay nhỏ vào phụ giúp luôn Hiraku hướng dẫn cách thu hoạch bắp cải rồi anh chỉ rửa sơ qua và rắc chút muối lên liền mời tia ăn thử luôn cô cắn thử một miếng thì mới hiểu được sự ngon lành của rau tươi tự trồng vất vả cho đến tối thì đã thu hoạch được kha khá, khá hai cô gái đều chỉ cần sử dụng ma thuật là quần áo tự khắc sạch sẽ như mới luôn tia còn rất thích ăn dâu tây nữa nhân cơ hội này du liền gã gẫm nhỏ cùng ở lại đây sống chung luôn vì chỉ một mình thì cơ thể cô sẽ không thể chịu nổi được và thế là ngày qua ngày ba người đi thu hoạch đồng ruộng với nhau tia triệu hồi ra quân lính đi khuân vác và họ dùng ma thuật làm những vật nặng có thể bay lên được đặc biệt rất thích ăn dâu tây nên cô xin hiraku trồng thêm anh cũng muốn lắm nhưng tiếc là nếu mở rộng thêm cánh đồng thì sẽ không thể thu hoạch nổi và ăn cũng không hết. Về phía đàn chó thì lại một đời con nữa được ra đời giờ thì chúng đã trở thành đại gia đình. Nếu vậy cái tròi kia không thể đủ được nên Hiraku đã lấy một góc của vườn cây ăn quả xây khu vực cho chó. Về phía đám con của con nhện thì một phần đã răng tôi lên đường đi đâu đó và một phần vẫn còn ở lại. Tia cũng xin ra ngoài làm anh nghĩ cô cũng định bỏ đi luôn nhưng Tia chỉ định đi một chút thôi. Và đúng thật vài ngày sau cô ấy đã quay trở lại đem theo bảy cô gái trẻ thuộc tộc Elf. Do cùng họ hàng với nhau nên tên cũng tự tự giống nhau và mọi người đều xin được sống chung. Chuyện là họ vốn sống ở vùng rất xa về phía Bắc nhưng 200 năm trước nó đã bị hủy diệt do bị kéo vào một cuộc chiến của con người. Kể từ đó bộ tộc bị phân tán khắp nơi không có chỗ định cư và nhóm 7 người này đã sống du mục trong rừng nên không thể gia tăng dân số được. Cô gái lớn nhất là 400 tuổi còn cô gái trẻ nhất cũng chỉ mới 300 tuổi thôi ấy mà. Nhân tiện cũng đang khá thiếu người và thấy Tia với Du có vẻ thích nên Hiraku đành đồng ý. Quả nhiên cứ nhìn thấy đám nhện với đám chó là đứa nào cũng lăn quay ra đất. Giờ thì Hiraku phải xây một căn nhà to lớn hơn. Anh còn làm thêm nhà vệ sinh và nhà vứt rác nữa, về kỹ thuật xây dựng thì bọn họ rất rành lại còn đo đạc chính xác từ cách xử lý đến sắp xếp gỗ, nhờ hướng dẫn của họ mà cuối cùng sau 10 ngày đã hoàn thành một căn nhà rất to lớn. Bên trong cũng được chia đầy đủ các loại phòng với công dụng riêng, chả mấy chốc mọi người đều đã quen với cuộc sống thu hoạch đồng áng, cơ mà còn ăn cả tỏi tây luôn thì hơi đáng sợ, nhắc đến Elf Hiraku cứ nghĩ là những người sẽ sống hòa mình với thiên nhiên và ghét lửa, nhưng không hề họ vẫn ăn thịt và sử dụng lửa thì mới sống được chứ. Tôi chém thêm câu này để anh em ngắm đùi đã con mắt nhé. Lia muốn xin làm công việc đào khoáng và rèn kim loại bắt đầu từ một lò luyện sắt. Họ cho than và bột sắt từ dòng sông vào lò luyện rồi đốt nóng sau đó rèn kim loại. Vậy là đã ra đời một cái chảo. Lia phải nhắc lại do đã đi lang thang suốt 200 năm nên cái gì nhóm mình cũng biết. Chỉ còn thiếu mỗi khả năng sinh sản thôi như vấn đề này thánh của chúng ta có vẻ hơi sợ không dám nói đến. Sau đó Ly Phu lúng túng nói mình muốn nướng bánh thì Hiraku lại càng khuyến khích được vậy thì còn gì bằng. Cô có thứ này sẽ làm bánh trở nên thật bồng bình và thế là nhờ sự chung tay của mọi người đã hoàn thành được món bánh nướng tuyệt ngon. Bên trong cái hũ đó là men tự nhiên làm bánh nở ra mà bây giờ Hiraku mới thắc mắc khu rừng này thuộc lãnh địa của ai thì du đoán là thuộc về ma vương. Hiraku bắt đầu hơi lo lắng liệu mình có được phép xây nhà trồng cây trên mảnh đất này không. Dù động viên anh là người tạo ra chỗ này thì đây chính là lãnh thổ của anh. Tối đó mấy cô gái đang tám chuyện nhận xét về Hiraku thật tài giỏi, cái đám chó của anh ấy chính là sói địa ngục còn con nhện thì là nhện quỷ. Đất ở đây cũng không phải đất tươi tốt mà Hiraku lại trồng được số nông sản ghê đến vậy. Tập 4 Con nhện ra hiệu cho Hiraku nó mới bắt được một con ong khổng lồ. Nhìn nó có vẻ đang sợ hãi và không có ý định phản kháng anh quyết định giữ lại và xây một cái tròi cho ong cạnh vườn cây ăn quả. Chỉ trong 10 ngày chúng đã hoàn thành cái tổ lớn, con to nhất là ong chúa còn lại ong thợ thì bình thường tia bay đến chào anh mà có vẻ nhỏ sợ ong bay vụt đi luôn hiraku đang làm cái hồ chứa dự định sẽ dẫn nước từ suối về anh còn đang băn khoăn không biết nên xây đường nước kiểu nào vì từ đây đến suối khá xa hiraku định làm bằng đá nhưng ở khu rừng này kiếm đá là không thể mà làm bằng thân cây thì do đường nước dài nên nước sẽ bị dò dỉ nhiều anh thử dùng nông cụ vạn năng để làm cứng đất thì nó đã cứng như bê tông có vẻ ổn trong lúc đào hồ chứa một núi đất lớn đã bị thừa nên hiraku tiến hành sản xuất theo dây chuyền luôn anh làm một cửa dẫn nước trên thác còn móng thì xây bằng đất rồi đặt đường nước vào các cô elf giúp đỡ làm những công việc đơn giản còn hiraku tập trung ra cố các khớp nối và móng nhờ sự chung tay của mọi người mà nó đã được hoàn thành sớm vậy là giờ đã có nước làm đồng dễ dàng cũng vì có suối nên các loài cá trước giờ không có đang chảy về hiraku vừa buông mồm nhận xét mấy con cá không đáng sợ bằng loài thỏ ở thế giới này thì một con lao đến suýt thì cắn và thế là đã có món cá nướng anh mời du và tia ăn thử nhưng hai đứa còn sợ không biết có ăn được không để anh ăn trước hiraku thấy thứ này có vị giống như cá hồi rồi lại mời các em thì lần này họ khen ngon rồi quay ra mời bảy cô elf đang đứng nhìn vào ăn chung hiraku thử vừa nghĩ đến thóc vừa cuốc đất thì lúa đã mọc lên nên giờ sẽ bắt tay vào làm ruộng lúa anh cứ bon tay cuốc đất liên tục dưới sự quan sát của các cô gái và con nhện với con chó rồi nối một đường ống nước vào đấy khiến các cô gái càng tò mò kéo đến xem đông hơn tiếp theo nhờ tất cả bọn họ giúp một chân chia ra trồng cây lúa xuống ban đầu có hơi luống cuống nhưng làm quen rồi thì rất nhanh việc xử lý sâu hại thì nhờ đám con của con nhện nhờ có nông cụ vạn năng mà dụng lúa nước đã chín trong nháy mắt bắt tay vào thu hoạch mà nhóm các cô elf làm nhói cái là xong sau đó hiraku phơi khô để loại bỏ độ ẩm thật ra chỉ là do tình cờ xem chương trình idol trên tv mà anh biết làm cái này bước tiếp theo là đập lúa hiraku tạo ra một cái máy đập lúa mà ngày xưa từng thấy trong bảo tàng rồi anh hướng dẫn chi tiết cho các cô gái cùng xem phải làm cầu kỳ đến mức này mới ra được hạt gạo để ăn bước tiếp theo là nấu gạo lên hiraku nhờ du nổi một ngọn lửa nhỏ các cô gái nghe chả hiểu gì cả chỉ biết chăm chú xem và cuối cùng đã nấu xong một nồi cơm trắng nóng hổi anh nặn thành từng cục một rồi kẹp thịt loài cá lần trước vào trong cho các em ăn thử mà nó rất ngon hiraku đang định thưởng thức thành quả mà quay ra thấy mấy cô elf đã hai tay hai cục hết rồi hôm sau vẫn cứ tiếp tục như vậy và tất cả đều có khả năng làm sạch cơ thể bằng ma thuật chỉ riêng Hiraku phải lau người nên anh quyết định làm một cái bồn tắm và vẽ ra kế hoạch dự định. Công trình đã được bắt đầu anh nung đất để làm gạch xây lò còn nước thì lấy từ đường nước, khu vực tắm gội cũng sẽ có nước nóng. Mà lại có một vấn đề khác là lấy nước từ suối về đây rồi để nước đã qua sử dụng chảy lại về suối thì không hợp lý lắm. Tia gợi ý có thể sử dụng sờ lam vì nó là người dọn dẹp của tự nhiên chuyên ăn chất thải và xác động vật. Nói rồi đi bắt một con cho anh xem, Hiraku giờ ra hỏi có ăn không thì con chó với con nhện chê. Anh làm một bể lọc nước bằng sờ lam giữa đường cống thoát nước. Sờ lam cũng có thể thanh lọc được trong nhà vệ sinh nhưng để giải quyết nỗi buồn bên trên bọn nó thì hơi khó xử. Tiếp theo là đi gom củi chuẩn bị cho bể tắm. Từ khi đến khu rừng này Hiraku luôn sợ chúng độc nên không bao giờ đụng vào nấm. Mà hỏi ý kiến mấy cô gái đứa thì cho rằng rất nguy hiểm nếu không phân biệt được đứa thì cứ ăn trả sợ cái mẹ gì. Nên anh quyết định chỉ trồng các loại nấm mình biết. Chiều tối bắt đầu chỉ cách sử dụng bồn tắm cho mọi người đầu tiên là cởi đồ trong phòng thay đồ rồi trước khi vào bồn tắm cần dội qua nước nóng để rửa cơ thể nhưng chúng nó chả hiểu gì nên cần anh làm mẫu cho trước xong cả lũ đứng nhìn như đúng rồi sau khi đã làm hai bước đầu xong mới bắt đầu bước vào bồn tắm ngâm mình trong làn nước nóng sảng khoái thế éo nào mấy nhỏ cũng lột đồ ra bắt đầu dội nước rửa người luôn hiraku nói đợi mình ra ngoài đã nhưng chúng nó đâu có buông tha muốn tắm chung mặc cho anh đang xấu hổ hiraku định sẽ làm một bồn riêng cho con trai nhưng họ đều không đồng ý vì độc chiếm một mình là xấu lắm Cây nấm mới trồng đã mọc lên, Hiraku định sẽ làm món lẩu nấm, mấy con chó của anh lại đưa thêm 5 cô elf mới về. Họ cũng là một nhóm phải rời làng như nhóm của Lia và đã 200 năm rồi không được gặp nhau nên muốn di cư tới đây sống. Số người lại tăng lên vậy thì nhân dịp này cùng làm thêm nhà mới. Lia hô hào chúng ta hãy cùng nhau phục hồi lại bộ tộc bằng cách sinh ra thật nhiều hậu duệ nam chính nghe là thấy nhói rồi. Con chó bố trước khi được chủ nhân nhặt về nó đã luôn sống trong khu rừng này một mình. Nó chưa từng thua khi đấu với các con đực khác nhưng rồi một ngày gặp được con chó cái, nó đã thua cuộc hoàn toàn và đi theo sinh con với cô chó này, nhưng rồi từ đó xui xẻo cứ liên tục ập đến hai đứa đã đụng độ vua của khu rừng là gấu vật. Cũng may nó tự dưng lại không ăn thịt nên chó bố và chó mẹ mới có thể sống sót với cơ thể đầy thương tích. Đến với trung tâm khu rừng nơi mà gấu vật còn không dám đến hai con chó đã gặp một loài người giống đực, cứ nghĩ đời mình đến đây là chấm hết nhưng hóa ra cậu ta lại chia đồ ăn cho và chăm sóc từ đó chó bố đã không còn nghĩ đến ý định phản kháng và coi Hiraku là chủ nhân, đàn của mình dần dần tăng lên thì đàn của chủ nhân cũng vậy, các giống cái càng ngày càng đến nhiều, nhưng có vẻ chủ nhân không biết một điều rằng bọn này không phải chó mà là sói địa ngục, những sinh vật bị thế giới khiếp sợ. Tập 5 Cuối cùng căn nhà mới xây của Hiraku đã được hoàn thành và lần này việc thiết kế do ba cô gái đảm nhiệm, cấu trúc bên trong khá giống với nhà của nhóm Lia. Ở giữa là đại sảnh bên trái là phòng riêng của Hiraku còn bên phải là nhà ăn, có đầy đủ cả nhà bếp với lò nướng ngoài trời và đặc biệt còn có tầng hầm để tích trữ lương thực. Tầng 2 thì có phòng riêng cho Du và Tia, bất ngờ thấy một căn phòng lại có chốt bên ngoài anh tò mò mở cửa ngó thử vào có cái giường đôi trong này coi như chưa thấy gì hết. Ngoài tượng các vị thần Hiraku còn tạc thêm cả tượng của đám chó và đặt ở cửa vào các ngôi nhà mới nhìn rất oai. Hôm nay anh muốn chinh phục một món mới là cà Hiraku đã làm một cánh đồng có nhiều loài thực vật để làm gia vị này từ bao giờ mà Du còn không biết. Tuy những giống cây này chỉ phát triển ở vùng tuyết rơi nhưng nông cụ vạn năng có thể trồng được hết. Hạt thì là sau khi hoa nở phần hạt còn lại sẽ làm gia vị cũng là mùi vị chính của món cà ri, nghệ lam thành phần chính cho màu cà ri. Hạt ngò thì dùng quả khô để làm bột còn phần lá xanh gọi là rau mùi, đám chó ngửi mùi loài rau này cái lập tức bỏ chạy. Sau khi đã thu hoạch xong đầy đủ gia vị chỉ có mỗi ly A phụ anh nấu, vì nhóm của Du đang bận nghiên cứu loại thuốc trừ mà. Đầu tiên cho ít mỡ vào chảo làm nóng lên rồi bỏ thịt thỏ vào, xong nghiền các loại gia vị thành bột trừ hạt thì là, khi thịt vàng thì vớt ra còn phần nước trong chảo sẽ xào hạt thì là. Tiếp theo hành tây gừng tỏi khoai cắt nhỏ cũng xào luôn, xong phần sốt là đổ thêm gia vị và muối vào xào một lúc sẽ cho thịt với đậu nành luộc. Bước cuối cùng chỉ việc ninh cho đến khi thịt mềm, nhưng Hiraku chợt nhận ra còn thiếu thành phần quan trọng nhất là nan. Anh đếm sơ sơ số người để làm cho đủ, cho đến lúc lên men thì làm giống bánh mì rồi dùng que để làm phẳng khối bột. Thay vì nướng bằng lò Hiraku thử học theo cách nướng bằng mặt sau của chảo, cho đến khi hoàn thành hết nan cũng là lúc thịt ninh đủ mềm. Vậy là món cà ri đã hoàn thành với một mùi hương rất lạ mà Du với Tia có hơi chưa dám ăn. Hiraku hướng dẫn cách ăn là dùng bánh nan múc cà ri. Mọi người cũng đành ăn thử thì thấy cái hương vị phong phú này rất dễ gây nghiện do vị đậm đà của các loại gia vị. Đàn chó thì sợ cay và mùi thì là nên không dám ăn. Hiraku cứ đứng nói một hồi mà quay ra lại hết veo đồ ăn nữa rồi rốt cuộc còn đúng miếng bánh với ít cà ri sót lại. Mọi người ai nấy đều no nê chỉ riêng thánh của chúng ta vẫn còn sôi bụng. Mùa đông đã đến gần mọi người phải ở trong nhà chú rét và tích trữ củi đốt đầy đủ. Con nhện cũng sẽ ngủ đông trên cây nên bù lại cho phần thức ăn chúng tặng anh mấy cái chăn đệm ấm, nhóm lia rèn và làm các vật dụng nhỏ còn nhóm du với tia thì bảo quản thực phẩm. Đám chó cũng phải tích trữ một lượng lớn lương thực, Hiraku cất rau củ vào cái thùng rồi đắp vải lên và đợi tuyết rơi phủ bên trên để bảo quản. Bên dưới còn để chống một tầng cho nước chảy xuống, thấy ai cũng dùng được ma thuật rõ là sướng anh cũng thử vận sức nhưng tiếc là méo tối đó du mới giải thích ngay cả ma thuật sơ cấp nếu không học đàng hoàng cũng không thể dùng được vậy mà thấy mọi người dùng đơn giản quá nên hiraku cứ nghĩ mình cũng có thể làm được đặc biệt ma thuật golem của tia còn là loại ma thuật phức tạp nữa anh nhận xét mọi người thật tài giỏi trả bù cho mình biết mỗi làm đồng với nấu nướng du liền đáp anh mới là người giỏi nhất chỉ trong thời gian ngắn mà có thể định cư ở đây đó là chuyện chưa từng có xưa nay cuối cùng mùa đông đã đến tuyết bắt đầu tích tụ do sẽ phải chú z một thời gian dài nên hiraku đã làm các trò giải trí như mặt trực cờ vua cờ lật cờ lật là có hai quân đen với trắng và luật chơi là quân bị kẹp ở giữa sẽ thành quân của mình khi cả bàn được lấp đầy bên nào có nhiều quân hơn thì thắng cái máu không muốn thua kém ai của du lại trỗi dậy nhỏ thách đấu tia thì cô cũng đồng ý sau một hồi chiến đấu nhìn là biết du thua đến nơi rồi nhỏ liền chơi xấu giả bộ trượt tay đánh văng cả bàn cờ nhưng rất tiếc tia cao tơ được ngay cô dùng ma thuật đặt lại toàn bộ quân về vị trí cũ Hiraku thử ghé qua phòng của Lia xem họ chơi thì bên này có vẻ rất yên bình. Mà con chó bố hình như còn hiểu được luật chơi mách nước đi cho Lia giúp cô thắng luôn. Nhưng đã là gì đâu chúng nó còn ngồi đánh cờ vua với nhau kìa. Du đánh cờ với người thua hoài nên chuyển qua tính hành mấy con chó. Mà thế éo nào nhỏ thua cả con chó luôn thậm chí còn không dám chơi xấu lật bàn cờ sợ nó ngoạm đầu mất. Hiraku muốn trả thù cho Du anh đấu cùng con chó trò mặt trược và cái kết thanh niên về hạng chót ra ngồi ỉu xìu cùng du luôn ngoài ra hiraku còn làm trò bowling anh ném một đòn đánh đổ 8 cái pin làm từ gỗ thế nhưng du chỉ với một ném đã đánh đổ hết cả và trò này cũng rất được mọi người yêu thích vậy là mọi người có một mùa đông chú rét vui vẻ bên nhau thi thoảng ra ngoài lấy rau củ vào nấu lẩu một thời gian sau tuyết cũng đã tan và thời tiết ấm lên hẳn đang chuẩn bị cho công việc trồng trọt thì đột nhiên con nhện gõ chuông thông báo có nguy hiểm đang tới từ bên trên trời là một con wyvern đang bay đến và nó giống lên một tiếng động trời. Tập 6. Nó bắt đầu vận sức bắn một quả cầu lửa khổng lồ thì Du và Tia lập tức tạo lớp tường chắn, khu vực xung quanh bị lửa bắn ra tung tóe thì được các cô elf đi dập. Trong đầu Hiraku đang vô cùng hoang mang rất muốn bảo vệ được nơi này và mọi người thì đột nhiên nông cụ vạn năng lóe lên trên tay anh một ngọn thương, Hiraku lập tức phi thẳng vào con wyvern thì bị chặn bởi lớp kết giới. Nhưng ngọn thương của anh đã nhanh chóng xuyên thủng nó và đâm nát một bên cánh. Rồi nông cụ vạn năng quay trở lại. Hiraku ném thêm phát nữa. Lần này là xuyên thẳng qua bụng. Lửa đã được dập hết, còn cánh đồng có bị hư hại một phần. Cả nhóm cùng đến chỗ xác con wyvern. Dù nói một con to như này thì rất hiếm khi gặp phải nên Hiraku đoán có khả năng ai đó đã cố tình gửi nó đến. Nhưng Tia lại phủ nhận ý kiến đó vì nếu bị điều khiển thì nó đã không đi một mình. Cơ mà tương truyền rằng có một vị vua muốn nếm thử thịt Wyvern nên đã phái cả một đội quân đến hang của nó. Vậy nên Hiraku chia thịt của nó ra thành nhiều loại món khác nhau, tuy bề ngoài cứng cáp nhưng thịt của nó lại rất mềm ăn bất kỳ bộ phận nào cũng đều ngon. Du và Tia đang thầm thì với nhau vì pha ném thương xuyên thủng ba lớp kết giới vừa rồi của Hiraku thật đáng sợ. Tại pháo đài Ma Vương, mấy kẻ này là tứ thiên vương Ma Quốc đang hết sức ngạc nhiên vì con Wyvern bị hạ bởi đúng hai đòn tấn công họ vô cùng hoảng sợ vì có một đối thủ khủng khiếp như thế tại hang của Dorame cũng có một con người và một con rồng đang bàn nhau về sự việc vừa rồi họ nghĩ không nên dây vào kẻ đó thì hơn hôm nay nho đã thu hoạch được cuối cùng hiraku cũng có thể làm món rượu vang ở thế giới này cũng có rượu vang nên mọi người đều hăng say đi hái quả công việc bây giờ là dẫm chân lên hết sức nhiệt tình để ghiền quả và cho lên men hiraku sẽ ở dưới thay thùng các cô gái bắt đầu dẫm chân xuống thì cảm giác bị lún xuống rất nhiều và sẽ đi vòng quanh cái cột Tia bị kẹt chân xong cứ loay hoay khiến cô ngã nhào về phía Lia, vậy nên cần phải có cách ra hiệu cho nhau để dễ di chuyển theo nhịp. Ở làng của Elf có phong tục khi làm việc mọi người thường hay hát rất thích hợp áp dụng vào trường hợp này. Thế là các cô gái vừa vui vẻ hát hò cùng nhau vừa làm việc rất năng suất còn đám nhện trên cây thì đu đưa theo điệu nhạc. Sau đó họ còn lôi cả Du và Hiraku lên nhảy múa ca hát cùng, vất vả cho đến khi chiều tối được tận 16 thùng giờ chỉ cần đợi vỏ nho lên men nữa là xong ai ai cũng háo hức được uống hết về phía thượng đế đang quan sát thấy hiraku sống rất vui vẻ nên cầu xin tha cho mình nhưng cô con gái là thần nông nghiệp không đồng ý vì ông già dám đẩy linh hồn của một người vô tội xuống khu rừng chết nơi dành cho những kẻ tội đồ đã vậy cây thương đó chính là bản sao của thánh thương grim người bình thường thì đã bị nó hút cạn sinh lực và chết rồi có lẽ do cơ thể khỏe mạnh nên khả năng hồi phục của cậu ta cũng tốt nhưng vấn đề mà thần nông nghiệp tức giận nhất là tại sao tượng của mình lại là ông già Vậy nên cô quyết định phạt cha quỳ ở đó 300 năm mà chỉnh đốn lại, con nhện đang đan dở cái khăn len lập tức phải gõ cảnh. Hiraku đi kiểm tra thì lần này là một cô bé đang khỏa thân, hóa ra đây là Flora em họ của Du đang đi giải cứu chị khỏi con ả thiên thần hắc ám. Nhưng giật mình nhận ra cô ta đang ở ngay sau lưng mình thì sợ xón đái, Hiraku mời em ở lại đây một thời gian thì cô bé cũng đồng ý còn nhận xét chồng chị trông thật ẻo là Du giới thiệu anh ấy là người cầm đầu đàn sói địa ngục cũng là người đã hạ gục Wyvern nghe đến đây thánh của chúng ta mới biết hóa ra mấy con chó của mình là ma thú sói địa ngục còn biết phun lửa hiraku đãi flora một bữa ăn thịnh soạn thì cô bé rất thích nhưng nghe anh giải thích về mấy món ăn kỳ lạ này chả hiểu gì hết flora cũng là người ham nghiên cứu hệt như du và sau khi ở lại vài ngày cô bé đã trở về nhà nhưng rồi một tháng sau lại quay lại thậm chí còn dẫn theo nguyên dàn hầu gái họ có đem theo mấy con bò cái có thể làm bơ và sữa Tia chợt nhận ra phe ma cà rồng với hầu gái, phe elf và đám động vật đều rất đông trong khi thiên thần chỉ có duy nhất một mình. Cô liền xin phép anh cho mình ra ngoài một thời gian rồi trở về cũng đem theo rất nhiều bộ hạ từ tộc thiên thần đến người thần lằn. Mấy cô hầu gái thuộc tộc quỷ rất chuyên môn trong chuyện làm việc nhà nhưng nấu nướng lại rất xuề xòa. Hiraku đã dạy họ tất cả cách nấu ăn anh biết như nướng luộc xào chiên hầm, có vẻ bọn họ rất hứng thú với những kiến thức bổ ích này. Đặc biệt tộc quỷ còn sở hữu sức mạnh khác xa vẻ bề ngoài, Tia thì dẫn theo ba người của tộc Thiên Thần với nhiệm vụ đi cảnh giới khu rừng. Người phụ trách việc chân tay bên ngoài như công trình dân dụng là những người thần lằn, Hiraku phải bảo anh thủ lĩnh đeo cái khăn tay vào để phân biệt với hai người còn lại. Chưa dừng lại ở đó rất nhiều dân làng khác của tộc Elf lại tiếp tục kéo đến và toàn bộ đều là con gái, bởi con trai hầu như không còn ai sống sót cả. Nhưng không sao vì Lia rất tự tin chỉ cần tăng dân số lên là được. Hôm sau Hiraku kêu gọi tất cả các bộ tộc tập trung lại vì đang muốn đặt tên cho nơi này. Lúc đầu chỉ có cái tròi nhỏ và cánh đồng nhưng dần dần đã tăng lên giờ nơi đây không khác gì ngôi làng. Dù cho rằng lấy tên anh đặt cho làng là được thôi thế nhưng nghe nó không hợp chút nào, con nhận liền gợi ý cho Hiraku mở cánh cửa này ra và anh đã quyết định được cái tên là làng đại thụ. Tối đó mọi người cùng tổ chức bữa tiệc đốt lửa trại với mẻ rượu đầu tiên và thông báo về tên ngôi làng. Hiraku định sẽ quyết định trưởng làng sau nhưng tất cả đều đang đồng thanh hô to anh chính là trưởng làng. Vậy là không còn cách nào khác anh cũng hùa vào với mọi người. Mọi người cùng có một buổi tối rất tuyệt vời cùng nhau. Tia có vẻ đã say đánh mắt về phía Hiraku rồi đập liên tục xuống chỗ ngồi ra hiệu cho anh lại đây. Cô thắc mắc sao anh lại ngồi thẫn thờ một mình bởi cuộc sống lúc này cứ như trong mơ vậy và từ giờ mọi người sẽ còn vui vẻ cùng nhau. Dù đã tỉnh dậy thấy hai người cạn ly thì ghen tị cũng muốn làm. Tập 7 Hôm nay đột nhiên có sứ giả của ma quốc tên Bizo đến muốn gặp trưởng làng, ông tặng một món quà để minh chứng cho tình hữu hảo. Rồi thông báo ma vương muốn nói chuyện với Hiraku liên quan đến nơi này, anh thầm nghĩ không lẽ ma vương định yêu cầu đóng thuế hay định đuổi mình đi. Vậy thì Hiraku nói thẳng luôn mong muốn được sống trên vùng đất này, nhưng bù lại anh sẽ đóng thuế thu hoạch 10% và mỗi năm bên đấy tới đây thu một lần. Dựa vào phản ứng của ông sứ giả anh tưởng là ít quá nhưng Bizo còn đang bất ngờ kìa. Vậy là hai bên thỏa thuận đồng ý với nhau luôn và Hiraku viết rõ ràng các điều khoản ra một bản hợp đồng, đồng thời cũng gửi tặng bên họ một hộp quà rồi bi rồ rời đi. Các cô gái đều thấy Hiraku tính toán rất hay vì đã đóng thuế nên từ giờ bên Ma Quốc sẽ phải bảo hộ chúng ta. Chưa hết bình thường là 50 đến 60 chứ không phải 10, cộng thêm điều khoản mỗi năm tới thu một lần vậy thì họ đâu biết chính xác lượng nông sản cả năm của chúng ta như nào. Và điều đặc biệt nhất là món quà của Ma Quốc chính là loại thuốc chữa bách bệnh. Bidor đã về kể lại với Tứ Thiên Vương Ma Quốc thì không chỉ ông mà ai nấy đều bất ngờ, bởi họ không tin một lực lượng có thể hạ Wyvern dễ dàng lại đồng ý quy phục chúng ta. Chưa dừng lại ở đó còn có đại hiền giả Ma cà Rồng Du và kẻ mạnh nhất tộc Thiên Thần Tia, một quân đoàn elf cao cấp với nguyên bảy sói địa ngục. Cuối cùng là các thiên thần sát thủ nữa lúc ở đấy Bidor còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi cơ. Và đây là món quà của trưởng làng đó tặng mà hai thánh trong Tứ Thiên Vương này run lẩy bẩy sợ không dám mở chỉ có anh chàng đầu mọc sừng dám mở ra trong đó toàn là táo liền ăn thử một quả mà nó ngon tuyệt rồ chợt nhận ra tấm vải này được làm từ tơ của nhện chúa quỷ thứ đã đánh ngang ngửa với ma vương đời trước ngày hôm sau một con rồng tên dora im thuộc dòng dõi rồng chính tông ghé qua cấp dưới của nó đem tặng trưởng làng thanh kiếm nhìn có vẻ rất quý giá Dora im sống ở dãy núi phía nam tuy khá xa nhưng vẫn là láng giềng nên hôm nay tới chỉ là muốn chào hỏi thôi mà chả hiểu sao ông chủ nhân này cứ cúi đầu vẻ sợ sệt thôi lão liền thu nhỏ lại biến thành hình dáng con người giới thiệu một lần nữa hình như ông còn đang rén quá toát hết mồ hôi hột kìa sau một buổi tối được uống thứ rượu tuyệt vời Dora im giờ lại quay xe muốn sống ở nơi này quá thôi chả muốn về chút nào nhưng vẫn bị cậu cấp dưới dục đi về và Hiraku cũng không quên tặng một giỏ táo cho họ. Qua hai vụ lần này anh sẽ phải chú trọng hơn về việc tiếp khách. Như đứng trước cổng làng để đón khách hay tự nhiên mời họ vào nhà đều không phải ý hay, chi bằng nên xây hẳn một ngôi nhà nho nhỏ đón khách, nhưng phía cô Elf lại cho rằng nên xây to một chút vì họ đã phải lặn lội đường xa đến đây với lại khả năng cao sẽ đông người. Tốt nhất nên xây một căn nhà đủ để chứa 30 người với tầng 1 là đại sảnh tiếp đón, tầng 2 là phòng nghỉ. Trong khi các cô elf xây nhà Hiraku sẽ hướng dẫn cách đón khách, nhóm tộc thiên thần đi tuần có nhiệm vụ phát hiện khách và hướng dẫn họ đến cổng làng. Ngay khi con nhện gõ chuông báo động nhóm người thần lằn sẽ vác vũ khí ra đón vì cũng đề phòng nếu có kẻ địch. Còn về việc tiếp đón khách thì ngoài Hiraku với Du và Tia cần thêm một số người nữa cho an toàn, Flora có nhiệm vụ cảnh giới khi khách ở lại cho đến đêm. Vì tộc ma cà rồng nhà họ có thể thức thâu đêm mấy ngày và cũng rất nhanh chóng nhóm khách thứ ba đã xuất hiện đến từ làng Hâu Linh ở dãy núi phía đông muốn qua chào hỏi. Họ nói tổng cộng nhóm mình chỉ có chừng này thôi, nhưng Du phát hiện còn hai tên nữa kìa thì anh chàng cầm đầu đáp chắc bị lạc. Khách được dẫn vào căn nhà mới xây nghỉ ngơi với sự tiếp đón của các cô hầu gái xinh đẹp họ có vẻ hơi khoái. Vừa mới đi ra khỏi phòng đột nhiên Tia chốt sầm cửa lại làm Hiraku giật mình, bởi nếu họ đến đây để hảo hữu thì sẽ đem quà gì đó và khi nãy còn có hai kẻ mai phục nên cô đang nghỉ. Du cũng đồng tình dù cho họ không có ý đồ xấu nhưng cách hành xử như vậy cũng không đáng để tiếp đón lịch sự. Ngay cả phía cô hầu gái cũng vậy luôn đồ ăn cô làm cho họ chỉ có trái cây với bánh mì kém hơn so với lần của Im. Bởi một bên tặng thanh kiếm một bên đi tay không thì sao mà so đo. Đặc biệt là chuyện mời rượu cả làng đều phản đối, chỉ trừ mỗi Hiraku nên vẫn phải lấy cho họ uống nhưng giới hạn mỗi người chỉ được hai cốc. Anh tò mò làng Hâu Linh ra sao thì người đội trưởng kể làng mình đã được thành lập tầm 500 năm hầu hết cư dân là thú nhân chủ yếu sống bằng săn bắn và khai thác mỏ cũng như giao dịch với các làng bên kia núi nhưng vì dạo này xảy ra nhiều sự cố nên trong lúc tìm đối tác giao thương mới họ đã thấy ngôi làng đại thụ này và thật mừng vì đã vào đây được ăn uống toàn các món ngon còn lý do ban nãy có hai người trốn là vì lần đầu đến chỗ này đề phòng nguy hiểm sẽ về làng báo tin ngay lập tức vậy là sau một cuộc dò hỏi trong khi say nhóm người này đã được xác nhận là thân thiện còn về việc giao thương do cả hai làng đều không có tiền tệ nên sẽ thực hiện trao đổi hàng hóa và khoảng cách địa lý khá xa lại còn là khu rừng khó di chuyển cho làng họ nên có lẽ nhóm chó sẽ nhận việc chuyển hàng làng hô linh có các sản phẩm từ khoáng thạch như sơn đồ bạc thủy tinh đồ sắt các thứ thật hay đó toàn là những thứ hiraku muốn và đổi lại bên họ muốn lấy lương thực rau củ vậy là giao thương giữa hai làng đã được thiết lập còn về việc hôm qua không đem quả cáp thật ra do làng họ không có phong tục này hơn nữa lại là một ngôi làng nghèo không thể chuẩn bị gì nhiều hiraku động viên tấm lòng mới là thứ quan trọng nhất Ít lâu sau làng Anh bắt đầu lên đường đến dự phiên chợ của làng Hâu Linh, vì là trưởng làng nên Du không cho Hiraku đi vì vậy Tia sẽ là người thay mặt anh. Bình thường phải mất đến 10 ngày di chuyển, nhưng để đổi lấy một thùng rượu Im đồng ý chở mọi người đi. Bởi sau lần đầu đến đây ông ấy liên tục ghé qua nữa và lúc nào cũng uống say bí tỉ, tất nhiên đều không quên đem theo vũ khí và trang sức làm quà. Về phía làng Hâu Linh đang chờ đợi không biết làng đại thụ có đến thật không thì bất ngờ thấy con rồng đã chở họ tới nơi. Ban đầu ai cũng ngại không dám đụng vào, nhưng khi cô đề nghị ăn thử như lời Hiraku đã dặn thì mọi người đều hưởng ứng và đã giao dịch hết sạch hàng. Còn phần thưởng cho vài ngày vất vả của Dora Im là một bữa tối ăn uống thỏa thích, mà nhân tiện trưởng làng bên Linh đã hỏi có thể cho phép khoảng 20 cô gái trẻ bên họ di cư sang đây không. Tuy nhiên làng mình đang thiếu nam giới trầm trọng nên Hiraku ra yêu cầu ít nhất phải có hai trai trẻ thì anh mới nhận toàn bộ. Vậy là vài ngày sau người di cư bên họ đã đến, cô gái đại diện nói đã chuẩn bị tinh thần cho anh làm gì chúng tôi cũng được miễn là đừng vứt bỏ. Thánh của chúng ta méo hiểu lắm nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện vứt bỏ rồi. Còn ba trai trẻ mà làng họ dẫn tới hóa ra lại là mấy đứa con nít, các cô elf đang có cái nhìn khá đảm đang về phía bọn nhỏ và tính năm đến 10 năm nữa sẽ làm gì đó với chúng nó. Tập 8. Những người nhập cư ban đầu còn sợ sẽ bị đối xử không tốt nhưng ở một thời gian rồi họ mới biết toàn là sự tận hưởng và mấy đứa trẻ con mà anh em thấy ở đầu tập 1 là lũ này nhé nên đừng hiểu nghĩa đen tối, Senna có thể dùng được ma thuật giúp chúng nô đùa mà không bị thương khi chạy ngã. Nghĩ lại thì tất cả bộ tộc trong làng hay thậm chí các loài động vật đều biết dùng ma thuật được hết. Lại cả con sờ lam cũng làm được luôn chỉ riêng thánh của chúng ta là không cay vờ lờ. Ba đứa nhóc cũng khá bám lấy anh đòi chơi cùng. Bất ngờ có một vụ động đất dữ dội xảy ra trong khu rừng, cô gái tộc Thiên Thần vội về báo cáo đang có gấu vật với rắn khát máu đánh nhau. Anh lập tức được cô chở bay đến đụng độ với hai con quái to khủng bố, Hiraku yêu cầu hạ thấp thấp xuống một tí ấy thế mà chỉ với một liềm duy nhất đã hạ được con gấu. Liền đem về làm thịt luôn, anh cho thật nhiều rau thơm và gia vị rồi đổ rượu quý vào khuấy lên. Vậy là đã có món gấu vật hầm rượu cơ mà ăn tanh ngòm lần này đã thất bại rồi. Tiếp theo là món rắn khát máu chiên giòn có vị rất giống ức gà chiên ăn ngon tuyệt vời. Chợt nghĩ ra một ý tưởng, Hiraku liền tới phòng nghiên cứu của Flora muốn làm chất khử trùng tiêu diệt các vi sinh vật có hại để thử làm gia vị mới. Vậy thì Flora có một lọ có thể dùng cho đồ ăn, nhân tiện dạo gần đây công việc tập nấu món miso không được thuận lợi đã khiến cô bé phải xây lại cái chòi ba lần. Đàn gà của tộc người thần lằn đem tặng hôm nay đã có thể thu hoạch được trứng. Hiraku đập ra đánh tan rồi thêm muối và giấm làm từ táo xong để nó sánh lại trong lúc thêm dầu thì ra món mayonnaise, thứ này cho vào món gà chiên giòn là hết sảy tiếp theo là làm miso đầu tiên đun sôi đậu nành ngâm trong nước rồi ghiền ra hiraku còn tạo nấm koji từ nông cụ vạn năng sau đó thêm muối rồi ve tròn cuối cùng là ép chặt vào thùng và để nó lên men dưới hầm đợi tầm vài tháng thì mới ngon hôm nay có những vị khách mới họ là tộc người lùn nhưng hiraku méo thấy lùn tí nào nghe nói làng này có rượu ngon nên họ muốn uống thử thì thánh cũng đồng ý như thật liền bị mấy cô gái mắng thế nhưng bên tộc người lùn có kỹ thuật và họ đã phải mạo hiểm tính mạng để đến đây ngôi làng này có nông sản tốt chắc chắn sẽ làm được rượu ngon và thế là nhóm người lùn đã bắt tay vào làm rượu ngay chỗ dụng cụ thí nghiệm của họ trông khá uy tín đây chính là món rượu ngô hiraku liền uống thử một hớp thì hú hồn cái này nặng đô ác và thế là nhóm họ tiếp tục ở lại làng để làm rượu nhân tiện có rượu mới trưởng làng mở tiệc chào mừng tộc thú nhân và người lùn mới đến sinh sống mà éo hiểu sao lão Dora Im đã có mặt uống say bí tỉ rồi giờ đã có thêm nam giới trưởng thành để duy trì nòi giống trưởng làng cũng mừng lắm Hiraku hỏi một ông người lùn có thấy rung động với cô gái nào trong số này không? Cậu này hỏi kỳ ghê nhưng tiếc gu của ông phải là người khá đứng tuổi và có nhiều dâu một chút. Hôm sau bất ngờ có một con rồng trông có vẻ không được thân thiện đang phóng đến làng. Hiraku tạo ra ngọn giáo đang định phi thì Dora Im từ đâu bay tới tấn công con rồng đó rồi. Nhưng lại thêm một con nữa lao đến tình hình rất nguy cấp Hiraku lập tức phi vũ khí cơ mà anh đã ném trượt. Đang định ném lại một lần nữa thì giật mình cấp dưới của Dora Im xuất hiện kêu đó không phải kẻ địch đâu. Hóa ra hai con rồng đó chính là phu nhân và tiểu thư của anh tức vợ con Doraim. Chuyện là ông thường xuyên lén lút đến làng này suốt cả đêm đã gây ra nghi ngờ đang có bồ nhí nên hai người mới đi kiểm tra. Hiraku phải xin lỗi vì ban nãy thất lễ thì cô con gái cũng xin lỗi bởi vừa rồi đã có ý định đốt trụi làng. Bà mẹ thì định phanh thay cái tên cầm giáo, sau khi gia đình đã làm hòa thì tạm biệt trưởng làng để ra về. Dora im nói nghiêm túc quan hệ với ngôi làng này là chuyện vô cùng quan trọng, điển hình là ngọn giáo vừa rồi thực chất bà mẹ đã không thể né được nhưng thật may có con nhận là người quen cũ của bà giải cứu kịp thời. Vì vậy mẹ giao cho cô con gái Rusty nhiệm vụ quan trọng là phải đến sống tại ngôi làng này một thời gian. Cô sống kiểu gì mà để họ đừng bao giờ phóng ngọn giáo về phía long tộc. Rusty liền đi xin phép trưởng làng và cô bé sẽ ngoan ngoãn làm việc hàng ngày, nhưng có vẻ long tộc với sức mạnh phi phàm không thích hợp ở với con người cho lắm. Thu hoạch cà chua thì bóp nát tuét, rửa bát mà bát đĩa vỡ hay thậm chí chỉ với một cái hát hơi cũng đủ gây vụ nổ lớn ở vườn táo. Nhỏ cũng rất hay chơi với mấy đứa trẻ cơ mà lần đầu tiên thấy đám sói địa ngục lại sợ hãi như này. Thậm chí bò với gà cũng sợ đến nỗi không đẻ trứng được thì phải biết long tộc là một loài đáng sợ như nào. Riêng lão Dora Im suốt ngày say xỉn vô hại nên người ta mới không sợ. Hôm nay có Bizo ghé qua thăm mà giật mình khi người đảm nhiệm việc ngoại giao của làng lại là long tộc. Lão sợ xanh mặt nói muốn lấy quả cam nhưng tiếc là hết rồi nên Rusty muốn đổi qua táo. Bizo thì làm gì có gan từ chối liền đồng ý lấy 10 thùng luôn nhưng chưa dừng lại con bé còn gợi ý cả hồng đào dưa hấu hồng xiêm ông cũng đồng ý hết về lâu đài kể với tứ thiên vương quân lực của ngôi làng đó ngày càng mạnh không còn cách nào khác ông đành dùng phương án cuối cùng đó là nhờ cô con gái Florem đến làng đại thụ điều tra. Vừa vào đến cổng đã gặp phải Rusty nổi danh là con rồng cuồng bạo khiến nhỏ hơi rén. Cô dẫn Florem đi tham quan các khu vườn nông sản, nhưng đúng lúc đó lại có sứ giả bên làng Howling tới nên Rusty buộc phải đi tiếp đón. Vậy thì càng tốt Florem có thể một mình điều tra quân lực nơi này cô nhận thấy toàn các tộc khó nhằn từ thần lằn đến người lùn. Mà đáng sợ nhất là công chúa ma cà rồng du với thiên thần hủy diệt Tia lại ở cùng nhau. Rồi còn tộc Elf cao cấp mệnh danh là chuyên bắt cóc trai trẻ để ăn thịt với bộ ba thiên thần sát thủ. Lâu nay Florem luôn tin bản thân là một pháp sư mạnh ở ma quốc nhưng giờ thì rén bỏ bà, cấp dưới toàn các kẻ đáng sợ vậy liệu trưởng làng sẽ là một gã như nào? Đang suy nghĩ mông lung thì bất ngờ gặp một anh chàng nông dân loài người cô không quan tâm lắm. Mà thế éo nào đó chính là trưởng làng nghe nói còn đủ sức hạ được cả mẹ Rusty thôi xong phen này ăn cướp rồi. Cuối cùng Florem đã quyết định sống ở ngôi làng này một thời gian, nhỏ có vẻ khá thân với Rusty nhưng chả hiểu sau lại sợ Hiraku đến thế. Tập 9 con Sờ Lam dọn nhà vệ sinh và đường nước đã sinh sôi lúc nào không hay ra đủ các loại màu, trong khi mọi người không để ý một con đã uống hết nguyên cả thùng rượu mà ngay cả Dora-im cũng chỉ nổi nửa thùng. Đây là một cú sốc lớn đối với những người yêu rượu và thế là phiên tòa đầu tiên đã mở ra. Rất nhiều người đồng tình hỏa thiêu nó trên cọc hoặc phơi nắng cho chết từ từ, nhưng vấn đề nó là một bé Sờ Lam thì dù trừng phạt liệu có biết hối lỗi không và thế là được trắng án. Đã sang mùa thu thời tiết mát mẻ lại đúng lúc đói bụng Hiraku liền làm một nồi lẩu đầy thịt và rau. Giá mà có thêm ít đồ biển như cua cá tuyết và tảo bẹ để nấu nước dùng thì hết sảy. Trong tưởng tượng của mọi người cái món lẩu đó nó ghê gớm lắm. Florem kể nếu là biển thì lãnh địa Ma Quốc có một thị trấn cảng nơi buôn bán hải sản rất tấp nập. Thế là Rusty hóa rồng chở cô bạn đến đó luôn. Ba ngày sau họ đã trở về mang theo chủ một thương hội tại thị trấn cảng với đủ các loại hải sản chất lượng. Còn loại tảo bẹ mà Hiraku nói thì bình thường dù vớt được trên lưới bên ông cũng vứt đi luôn, nhưng giờ thì sẽ nhặt lại ngay. Lý do Goron đến đây vì muốn đề xuất một thỏa thuận hợp tác lâu dài và nếu có cơ hội bên ông muốn trở thành thương nhân ủy quyền ở đây, là người đảm nhiệm việc giao dịch ở đây với bên ngoài, Du nhanh nhạy trong mảng này thay lời trưởng làng đáp đối tác muốn giao thương với ngôi làng này nhiều lắm. Ông Goron bắt đầu giới thiệu về các mặt hàng đang xử lý rồi chia tay ra về, lúc này mọi người mới dám nhận xét ông ấy quả là một thương nhân cao tay. Cơ mà nãy giờ tỏ vẻ ngầu lòi là thế chứ đến lúc này lão mới lộ ra biểu cảm sợ xanh mặt. Chuyện là ba ngày trước tại thị trấn Cảng của Ma Quốc đột nhiên có vị khách tới nói muốn trao đổi mà không có hẹn trước. Bên họ còn muốn gặp đích thân ông chủ thương hội thay vì các cậu giúp việc. Trực giác mách bảo đây là một cuộc giao dịch rất lớn Goron đành đồng ý. Thì mới giật mình hóa ra đối phương là công chúa Florem con gái ngài bá tước. Nãy mà không tiếp đón e rằng đã bị bay đầu rồi. Còn cô gái bên cạnh là Rusty con rồng nổi danh cuồng loạn của long tộc. Mối làm ăn này quá rủi ro nhưng ông không thể bơ họ được phía Florem đề nghị muốn trao đổi các sản phẩm này của mình lấy hải sản từ thị trấn ông. Goron định bụng có cả người thần lằn bao vây không khéo sẽ là một giao dịch nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chợt nhận ra đó lại là loại quả đang rất nổi tiếng ở vương đô có giá đến mấy đồng bạc vậy thì quá hời. Ông lập tức lật mặt đồng ý giao dịch ngay và luôn rồi sai người đi thu gom các loại hàng ngon nhất. Nhưng điều lão chưa hề nghĩ tới là địa điểm tại ngôi làng ở khu rừng chết và cưỡi trên lưng con rồng. Goron phải gặp gỡ nào là gia đình long tộc nào là các chủng loài khủng khiếp của làng đại thụ trở lại thực tại ông đang thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng hoàn thành được thỏa thuận ảnh hưởng đến cả đời và thế là bữa lẩu hôm nay mang đậm vị hải sản thơm ngon từ tôm cua cá mực hôm sau lại có sự xâm lăng của một con rồng đã đánh bại ba cô thiên thần sát thủ tiến sâu vào làng nó vẫn sức bắn một quả cầu lửa vào thẳng khu rừng vậy thì con này là kẻ địch hiraku liền phi giáo thì phát thứ hai đã trúng cánh đánh rơi con rồng xuống nhưng hóa ra đây lại là một cô gái dora im vội vã giải thích đây là hakuren chị gái của ông Bà ta cứ kêu là bé Dora im rồi còn trách ông sao lại gả Rusty đi làm vợ của trưởng làng này. Lão vội giải thích chỉ là lời nói lúc say xỉn thôi, lý do Hakuren tấn công vì muốn thử sức xem chồng của Rusty ra sao bởi nghe nói mạnh lắm. Mà nói đúng hơn là bà ta ghen không muốn để đứa cháu ruột kém mình 900 tuổi có chồng trước được. Và cái kết Hakuren bị trưởng làng bắt đi xử lý chỗ bà đã tấn công, xong là bà lại vô tư thưởng thức đồ ăn ngon ở đây như ở nhà, rồi muốn chơi cái trò gì mà có các quân hình vuông với trưởng làng đó làm mặt trượt. Nhưng chơi phải đặt cược mới chịu cơ. Tuy nhiên ở đây lại chả có gì để cược cả nên theo như Hiraku biết thì có thể chơi theo lối xử phạt cởi đồ. Anh không khuyến khích hình thức đó nhưng tôn chỉ của Long tộc là đã đấu thì không thể thua nên chốt chơi xử phạt. Bầu không khí gây rợn được toát ra từ căn phòng bốn người với một trận quyết chiến sinh tử. Thánh của chúng ta đã chuẩn bị tinh thần chỉ chơi một cách nhẹ nhàng. Mà thế éo nào bị lột gần hết rồi còn đúng mảnh vài cuối cùng. Anh thầm nghĩ lẽ nào họ đã gian lận sao nhưng cái sự ngây thơ kia không cho là như vậy cuối cùng cơ hội đã đến đây là đòn có thể một phát kết thúc trận đấu hiraku liền đánh liều và cái kết thanh niên thua thảm hại đã vậy còn bị nguyên một đám con gái đứng yêu cầu lột đổ ra thôi thế này thì còn gì đời trai mà không hiểu nhìn thấy cái gì bọn họ lại hét lên kỳ lạ thế nhỉ tứ thiên vương ma quốc hay tin ngôi làng đó lại mới có thêm một con rồng là cổ long hakuren liền bẩm báo cho ma vương nhưng lão ma vương có thèm nghe đâu còn đang mải nghĩ đến cô con gái hình như dạo này không vui sáng nay nó chỉ chào hỏi ông có một tiếng lẽ nào là tuổi nổi loạn sau đó bà lão hakuren tự nhiên như ruồi đến sống ở làng người ta nhưng được cái là hay dạy học tính toán cho lũ nhỏ với gọt hoa quả chạm khắc cũng rất khéo tay mỗi tội hơi lười xảy ra là nằm ườn trong phòng việc được giao cũng làm chưa xong đã than thở chốt lại hakuren trở thành cô giáo của làng chuyên dạy đọc viết và tính toán đây là tộc lamia do đã bị đám chó con chinh phục mất hang động nơi sinh sống nên hôm nay họ tiến vào làng xin tha mạng kết quả là hiraku đã đổi những khoáng thạch quý của tộc họ lấy nông sản của làng rồi để họ trở về chỗ cũ nhưng còn một điều kiện khác là lần sau đến đây các cô nhớ mặc đồ vào nói rồi đưa cho họ mấy mảnh vải quấn từ đó tộc Lamia tiếp tục giúp vận chuyển hàng hóa trong khi đó ở Ma quốc các cô gái đang bàn tán rằng ngôi làng kia xây dựng binh lực để thực hiện dã tâm họ cho rằng chúng đã bắt Flaurem làm con tin nên công chúa quyết định sẽ mở một cuộc tấn công để giải cứu tập 10 nửa đêm Biồ vào phòng con gái thông báo rằng công chúa tức con gái Ma vương đang chuẩn bị binh lực để phát động chiến tranh trong lúc Florem đi vắng dường như cô ấy đã bị thủ hạ mớm cho ý nghĩ ấy, các thủ hạ không ai khác chính là bộ ba con ngố. Bizo đã giải thích cho ngài Ma Vương hiểu rồi nhưng ông ta lại quá chiều con gái nên không nghe, quân lực khoảng 300 người ngay ngày mai sẽ động binh, nghĩa là cần khiến họ nhận ra sự chênh lệch về thực lực hai bên mà rút lui nếu không ma quốc sẽ tan tành mất. Mở màn là một cuộc tấn công từ khu rừng thì mới chỉ đụng độ các cô gái tộc Lamia thôi, binh lính đã khiếp sợ. Ba nhỏ cầm đầu là bộ ba thứ nữ của ma quốc phải nghe lời Flaurem hoàn toàn đổi ý sang muốn nhập cư tới làng này làm việc. Tuyệt đối không được để lộ ý định vừa rồi đã định tấn công làng kẻo ăn cá mất, còn cô công chúa Yuri bên kia Flaurem chém gió là một người kiến học tham quan làng. Sau khi trưởng làng đi cô mới mắng chúng nó tại đây nhất định phải che giấu thân phận và cứ coi nhau là bạn bè bình thường. Rồi Flaurem dẫn nhóm họ đi tham quan khắp làng và còn chơi đùa với bọn trẻ thú tộc dễ thương nhìn cái vườn táo sai chữ quả chúng nó lại có ý định nếu chiếm được ngôi làng này sẽ giàu nhất vương quốc luôn với lại quý tộc của ma quốc mà ở cái nơi nhà quê như này bộ ba con ngố định tìm lúc sơ hở chuồn đi thế nhưng ban đêm thì có bọn sói địa ngục canh gác ban ngày lại con nhện khổng lồ chúng nó đã chờ rồi không dám liều nữa có lẽ bộ ba này sẽ tiếp tục ở lại đây làm viên chức văn phòng cho làng cô công chúa Yuri thì có vẻ thân thiện hơn sói địa ngục vốn là loài chỉ cần một con lọt vào thành phố cũng đủ gây đại họa nhưng khi được vút ve chúng lại thấy dễ thương dã man, Jury không ngờ bên ngoài ma quốc lại có một thế giới đầy rẫy điều bất ngờ đến vậy, chỉ tại mình quá thiếu hiểu biết suýt thì mang hỗn loạn đến ngôi làng yên bình này. Nhưng lý do tất cả cũng chỉ vì Florem tự nhiên biến mất khỏi ma quốc khiến công chúa rất lo lắng khi nghe tin cô bị bắt cóc. Hai người vốn là bạn thở nhỏ của nhau vậy mà lúc nào Florem cũng gọi mình là công chúa làm nhỏ dỗi, cô chỉ muốn bạn gọi cái tên Jury của mình như xưa thôi. Bộ ba con ngố kia dần nhận ra nơi này vừa được ăn đồ ăn ngon cũng chẳng có đấu đá quyền lực. Lại còn có bồn tắm thì làm công việc văn phòng ở đây cũng xứng đáng, mà cả ngày nay không hiểu sao du cứ ở hình dáng người lớn suốt không thể biến hình được. Hôm sau Yuri muốn phụ giúp việc làm đồng thì ba đứa kia lập tức ngăn cản cho rằng đó là việc của bọn thấp kém. Nhưng thậm chí công chúa còn lôi cả ba đứa vào làm chung dưới sự hướng dẫn của đám trẻ con, bù lại chưa đó có một bữa cơm ngon canh ngọt và nằm ngủ dưới tán cây mát mẻ. Juri đã học được nhiều điều tại ngôi làng này nên rất biết ơn mọi người nhưng cô phải về mất rồi. Sena đem tặng bạn các món bánh làm từ lúa mà chúng ta đã thu hoạch cùng nhau. Juri cũng không quên nhắc Florem thỉnh thoảng phải về thăm nhà. Về phía bộ ba kia vẫn muốn ở lại làng ít lâu nữa để học hỏi thêm cũng như trả ơn. Ma Vương nhận ra từ lúc Juri trở về nó cứ có gì đó lạ lắm tự nhiên lại trở nên rất nghiêm túc. Gần đây còn bắt đầu quan tâm đến chính trị và ngoại giao. Lão bắt đầu nghĩ không lẽ có thằng đàn ông nào đã khiến con bé trưởng thành. Mùa đông đã sắp đến cả làng cùng thu hoạch lương thực dự trữ nhưng không ngờ nó nhiều đến nỗi nhà kho không đủ chứa. Vậy thì chia một ít cho Rusty và Hakuren đem về Long tộc cho họ hàng, rồi chuyển phần còn lại đến thị trấn cảng thì được ông Goron nhờ tiêu diệt con thủy quái đang làm loạn. Và phần thưởng cho việc tiêu diệt nó là Rusty được chia một nửa thịt đem về tối làm bữa lẩu, trong khi đó Hakuren thì đi đến vùng phía bắc mang về một số người muốn nhập cư đó là tộc Elf núi. Do tình hình lương thực của vùng núi họ sống quá khó khăn nhưng nếu trưởng làng thấy phiền thì sẽ đi ngay. Cơ mà không hề Hiraku sẽ xây thêm một ngôi nhà nữa, nhóm Elf núi rất tự tin về khả năng săn bắt tự lo cho thức ăn của mình. Thế nhưng những cái bẫy của họ hoàn toàn vô dụng trước bọn sinh vật của khu rừng này, Hiraku đang thử làm đầu gốm bằng cách sau khi để khô sẽ nung lên. Thế nhưng loại đất này lại không phù hợp cứ vỡ thôi, nếu là về đất sét thì cứ giao lại cho tộc Elf núi vì họ sống trên núi nên mấy thứ này là điểm mạnh của mình. Vậy là ít lâu sau đó nhóm họ đã làm được những chiếc chum vải rất hoàn hảo và chuẩn bị làm thử cốc đĩa. Hôm nay mấy cô elf cao cấp mới tìm được một cái hầm ngục nữa ở vùng núi phía Bắc nên muốn xin lập một đội trinh sát. Trưởng làng khuyên mọi người phải cẩn thận rồi giao phó cho bọn chó và người thần làn trợ giúp trinh sát. Cuối cùng nhà tắm nam cũng hoàn thành để Hiraku ngâm cùng bọn trẻ và thi thoảng anh muốn mời các vị khách ghé qua. Bộ ba con ngố đang có ý định vào đó kỳ lưng cho trưởng làng để làm thân với anh ấy hơn nhưng đã bị Flaurem bắt quả tang ít lâu sau nhóm trinh sát hầm ngục đã trở về muốn mở cuộc thảo phạt bởi trong đó có loài rắn khát máu thịt của nó rất quý ăn và khiến ta tràn đầy sinh lực nhất là phù hợp cho chuyện chăn gối vợ chồng để có em bé rồi tự nhiên lại nghĩ đến cảnh có con cùng anh trưởng làng làm nhỏ elf núi khoái cười một mình chẳng mấy chốc mùa thu đã qua mùa đông tới mà dạo này du cứ mệt mỏi chỉ ngồi được một chỗ khiến hiraku lo lắng lắm sena thắc mắc chị có thèm đồ chua không vì làng hâu linh của cô cũng có người có triệu chứng như vậy du mới nhận thấy đúng là thèm thật và cô gái ở làng Hâu Linh kia đã sưng bụng. Tập 11 Cứ mỗi lần gặp mặt vợ là Hiraku lại lo lắng hỏi Han có ổn không, lúc biết Su mang thai cả làng đã vô cùng bất ngờ bảo sao cô không thể biến hình được. Đã đến giờ ăn sáng do nhà ăn không thể chứa hết được nên mọi người chia làm ba đợt. Về phía Flora đã mấy ngày trời không ngủ rồi vì vẫn chưa thể cải thiện được món miso. Đợt ăn sáng thứ hai là của các cô hầu gái và đợt thứ ba là những người còn lại cô thiên thần sát thủ thông báo hôm qua có ba con thỏ sát thủ tiếp cận làng nhưng bị đám sói tiêu diệt rồi bình thường trông họ rất nghiêm túc chỉnh tề nhưng trong sinh hoạt lại lười nhác đến không ngờ thiên thần sát thủ chẳng biết làm việc nhà cũng như nấu nướng rồi giặt đồ toàn đi nhờ vả người khác hết bắt đầu đi làm đồng ở thế giới này hiraku chả thấy có loại sâu hại nào hết nhưng lại có một loài màu đen bám vào cây ăn lá tưới nước từ nông cụ vạn năng là biện pháp tốt nhất diệt trừ chúng cánh đồng càng ngày càng mở rộng nên việc chăm sóc rất vất vả bữa trưa thì anh ăn luôn ngoài đồng cùng những người giúp mình làm việc dường như ở thế giới này việc ăn chưa khá là hiếm nên hồi lần đầu đến đây ai cũng bối rối về các bữa ăn còn lo một ngày nhiều bữa như vậy sẽ hết lương thực mất nhưng giờ đây ai nấy đều quen cả rồi trước giờ chỉ toàn trồng đồ ăn nên nay hiraku làm thêm tí màu sắc cho cuộc sống rực rỡ ngoài ra anh còn làm các sản phẩm nhỏ theo yêu cầu của người trong làng như bàn ghế hay kiếm gỗ tập huấn mọi người có vẻ rất cảnh giác nguy hiểm nên khăng khăng muốn tập luyện thường xuyên mặc dù trưởng làng không cần thiết lắm Cơ mà nếu mập béo ra thì cũng không ổn lắm anh quyết định tập luyện chút để sẽ gầy, nhưng thanh niên yếu không khác gì con mèo tập một tí đã thấm mệt. Được cái có cây thương làm từ nông cụ vạn năng vẫn mang sức mạnh đỉnh cao nhất, tối nay có món mới của các cô đầu bếp là thịt thỏ sát thủ hầm mật ao ngọt. Tuy nhiên dẫu cho nấu ăn có thất bại thì họ cũng nhất định không đổ đi vì lãng phí nguyên liệu làm trưởng làng phải nín thở ăn. Có thư từ mẹ Rusty gửi đến nói muốn ăn thêm táo từ làng đồng thời cũng muốn có một chiếc váy của con nhện nghỉ ngơi một lát sau khi ăn xong hiraku tới bồn tắm ngâm mình trong làn nước nóng cũng may anh đã làm riêng bể dành cho nam để tránh khỏi tình trạng như ngày xưa tắm xong là đến thời gian thư giãn đi ngủ nhưng dường như đối với anh đây mới là lúc căng thẳng nhất ngày nào cũng có cảm giác bị ai đó theo dõi và chỉ cần hét lên một tiếng thôi cũng đủ phát hiện ngay là nhóm elf cao cấp có vẻ chúng nó định dở trò đen tối gì đó khi trưởng làng ngủ say tại nhà máy rượu của làng nhóm người lùn vẫn chăm chỉ miệt mài cứ tưởng họ là những gã bộng rượu nhưng thật ra khi uống họ không bao giờ say quá đà. Và trong lúc làm việc thì luôn nghiêm túc không được phép uống rượu, những con người nhiệt huyết hết sức đối với rượu phải làm cho thật ngon mới đem ra sử dụng. Mà bất ngờ hôm nay có một kẻ kỳ lạ mò được hẳn vào trong sân đang cúi đầu trước tượng các vị thần. Nhóm thiên thần sát thủ lẫn con nhện đều phải dè chừng, hóa ra đó là thủy tổ của tộc Ma Cà Rồng đến thăm vì nghe tin du có em bé. Ma Cà Rồng thường gia tăng gia quyến bằng khế ước máu, nên việc có thai từ sinh hoạt giường chiếu là hơi bất ngờ đối với tộc họ. Thủy tổ hiện nay đã tầm 4.000 tuổi rồi, một mẹo khi sống lâu là thi thoảng cần phải xóa bớt những ký ức không cần thiết để đủ chỗ chứa các chuyện quan trọng. Mà nhân tiện những bức tượng bên dưới cái cây lớn đã thu hút ông đến nỗi phải quỳ lạy trong vô thức. Thì ra thủy tổ đã từng gặp thượng đế một lần vào hồi ông mới sinh rồi, nhưng cũng vì đã xóa ký ức nên ông không nhớ lắm. Chỉ riêng thần tạo hóa thì luôn nhớ như in đó là lý do ông bị thu hút bởi bức tượng của Hiraku, nhưng rất tiếc nó là của làng nên không thể tặng được làm lão của hứng luôn. Cơ mà ánh mắt tỏ vẻ đáng thương thì vẫn còn đó nên trưởng làng quyết định sẽ làm tặng ngài một cái khác. Vừa mới làm xong lão đã quỳ xuống bái lại luôn rồi chúc sức khỏe Du và Flora sau đó vác tượng về nhà. Nhìn vậy thôi chứ Thủy Tổ là người có địa vị vô cùng cao ông nắm chức giáo chủ của giáo đường. Các ông già trưởng giáo đường đều từng là học trò của ngài hết. Hôm nay thủy tổ muốn đặt bức tượng này ở chính diện thì nó toát lên một sự hiện diện tôn nghiêm hết sức, ngài muốn thông báo đến các chi nhánh hãy tôn vinh trưởng làng đại thụ người đã tạo nên tác phẩm này được đời đời nhớ đến. Đồng thời ông cũng gửi cho Du một chiếc piano rất đẹp coi như quà mừng sinh con, mọi người quyết định đặt luôn trong phòng ăn lớn của làng. Bộ ba con ngố nhận ra đó chính là thứ chỉ được chơi trong các nhà thờ lớn vào dịp lễ, bình thường chắc chắn không có cơ hội động vào nên không thể bỏ lỡ dịp này được. Nhưng rốt cuộc cả ba nhỏ đều không dám chạm dù chỉ một ngón tay sợ làm hỏng cái thì tiêu đời luôn. Thế là xin trưởng làng kiếm cho mình một chiếc piano khác thật cùi bắp thôi để tập luyện trước. Vậy là Hiraku nhờ ông Goron lấy cho một chiếc bình thường hơn. Piano có vẻ rất được yêu thích ai cũng muốn chơi giỏi nhất vẫn là Flaurem với các cô gái ở Ma Quốc. Cơ mà giờ đây đêm nào bọn nó cũng đánh đàn coi chừng anh trưởng làng phạt cho sưng bụng bây giờ. Tập 12 Đã nhiều tháng trời trôi qua, thấy chồng lúc nào cũng ham làm việc đồng áng quá mức Du nhắc nhở anh cần phải biết nghỉ ngơi. Mọi người ai nấy đều đổ dồn về cái bụng của cô rất quan tâm tới Du và còn muốn biết cảm giác nó như thế nào. Cô trả lời nặng bằng khoảng hai cái bắp cải. Thế nhưng vấn đề lớn nhất đó là mọi người đều muốn cùng Du kiêng rượu cơ mà nó lại vốn là món ai cũng thích. Cứ hễ nghĩ tới việc không được uống lại hoảng loạn cả lên thế nên họ đang bàn nhau sẽ bán hết sạch đi cho đỡ thèm. Nhưng trưởng làng khuyên nên nghĩ lại kẻo sau này hối hận bởi việc làm rượu rất tốn thời gian thay vào đó ta chỉ việc nghĩ rằng rượu mà càng ủ lâu sẽ càng ngon rồi cùng trông chờ thôi cũng vì vậy mà mấy ông người lùn còn tưởng mình đã làm gì sai khi dân làng vốn mê rượu nay lại không thèm đụng một giọt sau khi được nghe Hiraku giải thích thì ổn cả anh hàng ngày vẫn đều ghé vào phòng hỏi Hanju đều đặn Tia và nhóm thiên thần sát thủ mới ghé thăm có tặng cô một bông hoa duy nhất còn sót lại trên núi tuyết ở một nơi xa cô elf núi ngay sau đó cũng đem tới loại bí dược của dòng tộc mình sẽ khiến người ta khỏe lên Rusty thì có một viên ngọc phục hồi ma lực tìm thấy trong bảo khố của cha. Cô hầu gái cũng mới làm xong món pudding mời Du ăn thế rồi cứ hết người này người khác đem quà tới tặng hai mẹ con Du, ngay cả đám chó và nhện cũng có phần riêng. Chỉ riêng tộc người thần lằn thì không biết phải tặng gì cả chi bằng cho cô hút máu mình cơ mà ra cứng ngắc thế kia. Tối đó nhìn những món quà đến từ tấm lòng của mọi người trong làng hai vợ chồng lại thấy vui, rồi tự dưng bụng Du lúc này lại đau vô cùng mọi người liền tấp nập đun nước bê khăn và túc trực bên cạnh cô bất kể lúc nào chỉ riêng hiraku khá cuống không biết phải làm gì anh đành ghé vào cái hốc cây ngồi ngắm nhìn hai mặt trăng nhớ lại cảnh tượng lúc này hệt như hôm đầu tiên anh đến với dị giới chỉ có một mình nhưng giờ thì khác hiraku đã có rất nhiều người ở bên rồi khi bình minh lên cũng là lúc du đã hạ sinh an toàn mẹ tròn con vuông hiraku vẫn còn khá lo lắng và đôi tay run rẩy khi được nhờ bế con nghe theo chỉ dẫn của mọi người anh cố nhẹ nhàng hết sức cảm giác thật ấm áp và nặng đến không ngờ bất ngờ con nó cử động rồi lại mỉm cười làm thánh sung sướng lắm chỉ biết nhìn đi nhìn lại thằng bé mà nghĩ mình đã được làm bố rồi đã một tuần trôi qua du đặt tên cho con trai là anfet và thằng nhóc có vẻ là chủng tộc bán ma cà rồng hiraku nhớ lại một loạt về những chuyện đã trôi qua ở nơi này thầm nghĩ có lẽ nên đáp lễ mọi người bằng cái gì đó anh định thêm một hệ thống vào làng được gọi là su phần thưởng hiraku sẽ phát cho những người đã đóng góp cho làng bấy lâu nay Thứ này có thể đổi lấy thứ mình thích hoặc nhiều và người khác. Hay nói đúng hơn đây chính là tiền tệ. Trước giờ tất cả hàng hóa đều được giao cho trưởng làng và anh sẽ chia sẻ cho mọi người. Nhưng càng ngày làng càng trở nên rất đông một mình không thể xử lý hết được nên cần có sự giao dịch tự do. Đồng thời tiền cũng sẽ trở thành một tiêu chuẩn để trao đổi bởi mỗi người đều có một giá trị quan khác nhau. Nhưng đột nhiên mà dùng tiền luôn thì sẽ rất loạn nên trưởng làng muốn thử nghiệm từ đồng xu phần thưởng đã, trước hết mỗi người dân được phát cho 3 đồng xu, nhóm chó và nhận thì mỗi đàn 30 xu. Có điều Hiraku tự làm bằng tay nên không thể làm được số lượng lớn Trong khi mỗi người lại sử dụng một kiểu người thì làm đồ chơi và đồ gia dụng Người lại đổi lấy vũ khí và quà từ chỗ Dora Im và thậm chí có người còn dùng để trang trí Có vẻ như đồ gia dụng và đồ chơi làm riêng là được yêu thích nhất khiến trưởng làng hì hục mệt bởi hơi tai Nhưng đôi khi cũng có những thứ rất khó để xác định giá trị Ví dụ như một cô nhóc nói em muốn có em bé Làm nhỏ elf nấp đằng sau định bắt trước nhưng đương nhiên điều này Hiraku không thể cho được Cuối cùng cô bé đã đổi đồng xu lấy một ngày được trưởng làng phục vụ. Ít lâu sau cũng đến tiệc ăn mừng hạ sinh đã lâu lắm rồi mọi người mới được uống rượu trở lại. Món quà của nhóm ông người lùn tặng là một chiếc búa mà mãi đến hôm nay Du mới hiểu được tác dụng của nó. Thì ra thứ này dùng để mở thùng rượu chúc mừng, trưởng làng hô to mọi người hãy cứ uống và tiệc tùng thoải mái có cả sự góp mặt của Doraim. Chỉ riêng Du là không uống được bởi còn cho con bú. Nếu vậy ông người lùn có ý tưởng sẽ đem chia nhỏ thùng rượu ra ủ thêm để càng lâu càng ngon và chờ tới khi con hai người đủ tuổi uống rượu mới lấy ra xài. còn bà nội Flora thì mê mẩn an phét đến nỗi muốn nhóc làm con của mình luôn. tại Ma Vương quốc cuối cùng họ mới nhận ra làng đại thụ không hề có ý thù địch với mình. anh đầu có sừng cho rằng nếu để ai đó bên mình kết hôn với người bên họ thì đất nước sẽ được đảm bảo. thế nhưng Ma Vương không đồng ý bởi lão không muốn cô con gái Juri đi lấy chồng chút nào. nhóm thiên thần sát thủ lại thông báo có người muốn nhập cư họ vốn sống ở khu rừng khác đang tìm nơi mới để sống. Rồi còn long tộc của Hakuren cũng như ma tộc của florem cũng có người cần tìm chỗ ở luôn. Tổng cộng rơi vào con số hơn trăm thì Du nghĩ nên xây hẳn thêm ngôi làng đại thụ thứ hai cho người nhập cư. Trưởng làng vẫn còn suy nghĩ chưa kịp quyết định nhưng mấy nhỏ kia đã đồng thanh đồng ý cả rồi. Vậy là đã hết bộ anime xem đến đây nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cũng như muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện các bạn có thể ghé qua manga đọc để được thấy hành trình anh trưởng làng ban ngày gieo giống xây dựng đồng ruộng ban đêm thì gieo mầm xây dựng làng cùng các cô gái